Hoa Kỳ Asian Media Network. Thưa quý vị, trong chương trình Y tế và Sức khỏe Cộng đồng ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với Dược sĩ Đặng Thế Khương. Kính chào Dược sĩ Đặng Thế Khương, xin ông gửi lời chào đến quý khán giả. Thế Khương xin kính chào quý khán giả và kính chào anh Vũ Nhân. Và đặc biệt rất cảm ơn anh Vũ Nhân đã cho Thế Khương cơ hội trên làn sóng của Asian Media TV Network ngày hôm nay. Cảm ơn Dược sĩ. Thưa ông, có rất nhiều câu hỏi của khán giả gửi về cho chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên của nhân sẽ được gửi đến ông ngay bây giờ. Thưa ông, những cái điểm khác biệt giữa cái khác biệt và giống nhau giữa cái vaccine của COVID là cái gì thưa ông? Thưa anh, thì hiện bây giờ có 3 loại vaccine khác nhau, đó là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Và sắp tới, hiện bây giờ, một cái hãng của Anh, đó là AstraZeneca, cũng đã xin phép FDA của Mỹ cho phép AstraZeneca được lưu hành vaccine của AstraZeneca. Thì nhân đây anh hỏi câu hỏi đó thì Thế Cương cũng chia sẻ với đồng hương những cái đặc điểm của từng loại vaccine một. Thì trước hết chúng ta đề cập đến vaccine của Pfizer. Thì như quý vị cũng biết là vaccine của Pfizer là phải cần 2 liều mà cách nhau 21 ngày. Và cái đặc điểm của vaccine Pfizer là sau khi quý vị nhận được liều thứ nhất là cái sự miễn dịch của quý vị sẽ đã chống lại COVID vaccine, COVID virus đó là lên tới 54% sau liều thứ nhất. Và quý vị cũng nhớ rằng phải mất tới 14 ngày sau quý vị mới có đạt được cái 54% đó. Đó là một cái sự thắc mắc mà rất nhiều người cũng có hỏi tới Cương. Họ nghĩ rằng khi họ tiêm chủng cái liều thứ nhất của Pfizer, họ đi ra ngoài đường, họ cảm thấy là họ đã được miễn dịch. Cái đó là sai. Quý vị phải nên nhớ rằng phải mất tới 14 ngày sau, cái sự miễn dịch của họ mới lên tới 54%. Và sau khi tiêm cái liều thứ hai, thì cái phần trăm miễn dịch sẽ lên tới 95%. Nhưng họ phải nên nhớ rằng phải mất tới 7 ngày sau, cơ thể họ mới đạt được cái phần trăm đó. Đó là những cái mà thông tin Thế Cương muốn nhấn mạnh để cho người Việt chúng ta ở Arizona và khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ hiểu về cái Pfizer vaccine. Và đặc điểm của Pfizer vaccine nữa rằng là khi mà trong thời gian họ thí nghiệm, họ không có include những người mà bị ung thư, những người bị HIV, những người bị bệnh viêm gan. Cho nên những ai mà bị ung thư hoặc là HIV hoặc viêm gan, Pfizer trong quá trình thí nghiệm không có bao gồm những thành phần này. Thưa dược sĩ, nếu những bệnh nhân mà đã bị COVID-19 rồi, đã bị bệnh rồi đó, thì bao lâu người ta được chích ngừa và người ta có cần phải chích ngừa hay không? Mà nếu mà chích đó, thì bao lâu? Cái câu hỏi này cũng Thế Cương cũng nhận được rất nhiều từ rất nhiều người. Khi mà những bệnh nhân nào đã bị COVID rồi thì có hai trường hợp. Nếu như mà bệnh nhân đã bị COVID mà không phải vô bệnh viện và không phải điều trị về thuốc men, không cần thuốc men để điều trị bệnh COVID, thì họ vừa xong hết bệnh và đi thí nghiệm và được kết quả là negative, giờ âm tính với cho COVID, thì họ có quyền nên tiêm chủng COVID vaccine. Ngược lại, những bệnh nhân nào mà bị COVID mà phải đi vô bệnh viện, phải điều trị bằng thuốc, chuyên gia y tế khuyên những bệnh nhân này phải chờ đến 90 ngày sau mới được tiêm chủng COVID vaccine. Thì trả lời tiếp theo cho anh là nãy Thế Cương có nói về Pfizer, thì bây giờ cái vaccine mà cũng thịnh hành ở Arizona đó là vaccine Moderna. Thì Moderna và Pfizer, hai cái vaccine đầu tiên mà được thông hành ở Arizona. Cái điểm chính mà Thế Cương muốn cho đồng hương ở đây hiểu rõ về Moderna là sau khi quý vị tiêm chủng Moderna vaccine thì 14 ngày sau cái sự miễn dịch của quý vị, phần trăm miễn dịch của quý vị sẽ lên tới 92%. Đó là Thế Cương cho đồng hương ở đây thấy rằng Moderna sau khi tiêm chủng vaccine đầu tiên, cái phần trăm miễn dịch của Moderna nó cao hơn của Pfizer. Nhưng mà sau khi tiêm chủng cái liều thứ hai của Moderna, 14 ngày sau cái phần trăm miễn dịch sẽ tăng từ 92% lên tới 94%.
một cái đặc điểm của Pfizer, của hãng Moderna nữa là trong quá trình mà thí nghiệm cái vaccine này, hãng Moderna cũng đã có bao gồm những người bị bệnh đái đường, những người bị béo phì và những người bị bệnh tim, cho chúng ta thấy là trong quá trình thí nghiệm hãng Moderna cũng đã bao gồm những người bị bệnh nền, trong khi đó Pfizer không có bao gồm những người bệnh mang bệnh nền. Thưa dược sĩ, nếu mà người ta chích một mũi đầu tiên mà người ta bệnh hoặc là vì lý do nào đó người ta không chích nữa đó, thì nó như thế nào? Sau khi chích ngừa Pfizer thì quý vị cũng biết là nếu mà quý vị nhận cái tiêm chủng của Pfizer thì 21 ngày sau quý vị phải nhận cái liều thứ hai. Tuy nhiên nếu như mà vì lý do nào đó cái liều thứ hai không có available thì quý vị có thể đợi tới 42 ngày sau tiêm chủng liều thứ hai của Pfizer. Và Moderna thì sau khi nhận liều thứ nhất thì quý vị phải đợi tới 28 ngày sau. Và đồng thời nếu như Moderna vaccine mà không có thì quý vị cũng có thể đợi tới 42 ngày sau. Nói tóm gọn lại là nếu như quý vị đã tiêm liều đầu tiên thì quý vị có tới 42 ngày sau để mà tiêm cái liều thứ hai. Nếu mà quý vị qua 42 ngày sau thì quý vị phải tiêm lại mũi thứ nhất trở lại. Nhà chuyên gia y tế khuyên rằng nếu như quý vị nào đã tiêm mũi đầu tiên mà nếu như quý vị bị bệnh mà bệnh nặng thì cái đó nên tham khảo với dược sĩ hoặc là bác sĩ trước khi quyết định có nên tiêm chủng mũi thứ nhì hay không. Nếu mà chỉ bị nhẹ thôi thì nên bằng mọi cách tiêm chủng liều thứ hai để mà cơ thể của mình nó đạt được cái phần trăm miễn dịch được cao hơn. Thưa dược sĩ, trong cái chương trình vừa rồi rất là nhiều người gửi những cái câu hỏi về đài, và thưa ông, cái điều hôm nay đó thì xin ông cho biết là cái tình trạng chích ngừa ở tiểu bang Arizona hiện nay nó như thế nào thưa ông? Thưa anh, thì ngay trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2021, tại tiểu bang Arizona chúng ta là có chỉ hơn 1 triệu người đã tiêm chủng COVID vaccine, 2 liều. Vì vậy cho nên con số rất là thấp so với tổng dân số của tiểu bang Arizona. Nói về cái phần trăm thì tiểu bang Arizona chỉ đạt được khoảng 16% cho tổng dân số đã tiêm chủng COVID vaccine. Vì vậy cho nên là người dân Arizona chúng ta còn rất nhiều công việc phải làm. Đó là khuyến khích tất cả mọi người xung quanh chúng ta nên tiêm chủng COVID vaccine. Và thế cũng được biết rằng trong thời gian gần đây, thống đốc tiểu bang Arizona đã cho phép tất cả các cư dân ở Arizona từ 16 tuổi trở lên được nhận COVID vaccine. Đó là một tin vui cho tất cả người dân đang sinh sống ở tiểu bang Arizona. Thưa quý vị khán giả, chương trình Y tế và Sức khỏe Cộng đồng của chúng tôi được bảo trợ bởi... Tôi biết quý vị đã nghe thông tin về COVID nhan nhản ở khắp mọi nơi. Tình hình vừa có xu hướng khả quan và vaccine đang được triển khai, thì COVID có dạng mới lại xuất hiện, có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng tin tốt là chúng ta vẫn còn lo liệu được. Điều đơn giản nhất là tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Theo CDC, đó là một trong những cách tốt nhất để làm chậm sự lây nhiễm của COVID, cùng với giữ khoảng cách 6 feet, tránh đám đông và tiêm chủng khi đến phiên mình. Vẫn biết những điều này nghe quen thuộc, nhưng đích thật vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự bùng phát của COVID. Toàn thể cộng đồng cần phải đoàn kết để làm được điều đó. Hãy tiêm chủng khi đến phiên mình, tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh đám đông. Quý vị có biết điều gì thật tuyệt vời đối với tôi không? Thật đơn giản làm sao khi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm của mình để giữ một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Chúng ta đều có thể làm được. Tìm hiểu thêm về vaccine tại cdc.gov/coronavirus, được bảo trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Xin ông có thể cho biết là có nhiều người viết thơ về đài và email về hỏi. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng được biết là một số người đã bị chết vì tiêm vaccine. Thì thưa ông giải thích về vấn đề này như thế nào? Thưa anh, cũng là một tin buồn cho một số gia đình, trong đó có gia đình Việt Nam chúng ta cư ngụ tại Hoa Kỳ, là sau khi họ tiêm chủng COVID vaccine họ dẫn đến sự mất mát trong người thân.
Nhưng nói chung, cái số lượng nói về phương diện khoa học thì chúng ta cũng phải công nhận rằng cái tất cả những cái vaccine mà được thịnh hành, được lưu hành ở Hoa Kỳ hoàn toàn rất là an toàn. Theo những dữ liệu mà thế cương sưu tầm của hãng Pfizer, của hãng Moderna và của hãng Johnson & Johnson thì cái số lượng người chết nó rất là thấp, và số lượng người mà bị reaction mà nặng, có khi thế cương nói nặng là thế cương nghĩ đến bị toàn thân tê liệt vân vân, cái số lượng những người này cũng rất là thấp. Vì vậy cho nên nếu mà nhìn bao quát thì cái sự an toàn của COVID vaccine rất là an toàn. Cho nên mà cũng phải nói rằng bởi vì COVID vaccine cũng quá là mới đi, cho nên chúng ta cũng không, các nhà khoa học gia và chuyên gia y tế cũng không có đủ những dữ kiện và dữ liệu để mà đưa một cái kết luận rằng COVID vaccine là một cái loại vaccine không được an toàn cho dân chúng. Nếu mà nói như vậy đó thì người ta có thể, có nhiều người người ta nghĩ là người ta hỏi là cái vaccine hiệu Johnson Johnson nó ít hiệu nghiệm hơn hai cái loại vaccine trước, đúng không? Anh hỏi câu nào hỏi này thì câu hỏi này rất là thịnh hành. Từ khi mà Johnson Johnson được đưa ra thì Thế Cương cũng được nhận được rất nhiều thắc mắc từ đồng hương và cũng từ bệnh nhân. Quý vị cũng phải nên nhớ rằng trước hết chúng ta cũng phải nghĩ đến rằng được lưu hành ở Hoa Kỳ thì hãng Johnson & Johnson phải đưa những dữ kiện rất là chính xác cho FDA của Hoa Kỳ, mà FDA Hoa Kỳ họ duyệt rất là cẩn thận. Vì vậy cho nên phải nói là cũng là an toàn và có cái phần trăm miễn dịch cao mới được lưu hành ở Hoa Kỳ. Johnson & Johnson nếu mà compare cái so sánh cái phần trăm của cái sự miễn dịch của vaccine Johnson & Johnson và Pfizer, Moderna thì cũng khó mà compare được, bởi vì khi mà trong thời gian thí nghiệm Johnson & Johnson họ thí nghiệm trên một cái ở một cái đất nước khác, ở một cái continent, như là họ thí nghiệm cái dân số mà họ thí nghiệm khác với lại cái dân số mà Pfizer và Moderna thí nghiệm. Vì vậy mình không có thể nào mà so sánh và đưa ra một cái kết luận rằng Johnson & Johnson nó không có hiệu quả bằng Pfizer và Moderna. Có cái đặc điểm nữa là Johnson & Johnson, cái cấu trúc của cái vaccine này nó hoàn toàn khác biệt với lại Pfizer và Moderna. Pfizer và Moderna là họ dùng cái loại technology của mRNA. Cái technology này giúp tế bào của con người tạo ra một cái loại protein mà COVID vaccine để giúp cho cơ thể mình nhận ra COVID vaccine. Còn Johnson & Johnson thay vì dùng messenger RNA thì họ cấy cái DNA của cái con virus COVID vô một cái virus khác, và con virus này nó rất là an toàn cho người dân. Thì họ cấy cái DNA này và họ tiêm chủng cái con virus này vô cho người nhà, bệnh nhân. Cho nên cái cách cấu trúc của Johnson & Johnson nó khác biệt với lại cấu trúc của Pfizer và Moderna. Cho nên nói tóm gọn lại là tất cả ba các loại vaccine đều hiệu quả, nhưng cái cách mà vaccine tạo ra sự miễn dịch trong cơ thể con người hoàn toàn khác nhau nếu mà quý vị so sánh giữa Johnson & Johnson và Pfizer và Moderna, thưa anh. Thưa dược sĩ, trong thời gian vừa qua thì chúng ta, thưa quý vị, chúng ta cũng nghe rất nhiều đến những cái giấy mà để quý vị đã chích ngừa xong đó, quý vị đã thấy thì sẽ có một cái giấy chứng nhận người ta đưa qua cho mình, lần thứ nhất, lần thứ nhì. Thưa dược sĩ, trong thời gian vừa qua thì ông có nghe nói đến người ta làm giả những cái loại giấy này hay không? Thế Cương cũng có nghe thoang thoáng qua là một số quốc gia và một số thành phố và một số business cũng bắt đầu đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cung cấp cái bằng chứng là đã nhận được vaccine, hai liều vaccine. Thì cái này là cũng là một cái phương cách để mà bắt buộc người dân phải tuân thủ theo những cái quy định của CDC và những cái quy định của chính phủ liên bang và tiểu bang. Như Thế Cương nãy cũng có nói rằng tiêm chủng rất là quan trọng. Quý vị phải nghĩ rằng khi mà số lượng đông dân của chúng ta ở Arizona tiêm chủng thì dần dần
chúng ta tạo ra một cái cơ hội cho con virus này khó mà nó có thể chuyển biến và nguy cơ đến tính mạng của con người. Vì vậy cho nên một lần nữa quý vị nhớ rằng tiêm chủng COVID vaccine là một cái, phải nói là cái responsibility của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn có một cuộc sống an toàn trong xã hội và an toàn cho gia đình. Quý vị khán giả mà đặc biệt là quý vị ở tiểu bang Arizona thì chúng ta sẽ đi tới những cái địa điểm sau đây để mà liên lạc, để mà chích ngừa tại tiểu bang Arizona. Và Vũ Nhân nghĩ cái vấn đề chích ngừa này nó rất quan trọng, nó giúp cho không những bảo vệ được những người chích ngừa và bảo vệ được gia đình, và nó làm cho cái cộng đồng nó an toàn hơn khi tất cả mọi người đã chích ngừa. Thì quý vị ở tại tiểu bang Arizona thì quý vị sẽ gọi vào cái số phone. Thưa dược sĩ Thế Khương, qua cái chương trình phát hình hệ thống truyền thông Á Châu tại Hoa Kỳ, ông có điều gì muốn chia sẻ đến cộng đồng ngày hôm nay? Cảm ơn anh Vũ Nhân. Thì cũng một số đồng hương chúng ta cũng có hỏi Thế Khương rằng sau khi tôi nhận được tiêm chủng COVID vaccine thì bao lâu tôi nên tiêm chủng cúm hoặc là tiêm chủng các bệnh khác, hoặc là tôi có nên tiêm chủng bệnh cúm hay không? Thì câu trả lời theo y khoa và chuyên gia y tế là quý vị nên cách giãn 14 ngày. Sau khi quý vị tiêm chủng COVID vaccine thì quý vị đợi 14 ngày sau hãy tiêm chủng bệnh cúm, hoặc là tiêm chủng bệnh shingle, hoặc là tiêm chủng các bệnh khác. Chung đó là con số 14 ngày là sự mà cái khuyên chúng ta. Một cái nữa là để cho đồng hương chúng ta ở đây an tâm là theo thống kê y tế, COVID vaccine cũng an toàn cho những người nào, phụ nữ nào mà tiêm chủng rồi và mang thai sau khi tiêm chủng. Cho chúng ta thấy là cái vaccine COVID-19 này không có ảnh hưởng đến bào thai trong quá trình mà họ thí nghiệm trên các con vật và cũng có trên người dân sau khi họ, những người mà phụ nữ tiêm chủng COVID vaccine và mang thai thì bào thai cũng khỏe mạnh như thường, thưa anh. Cảm ơn dược sĩ Đặng Thế Khương đến với chương trình Y tế và Sức khỏe của cộng đồng của hệ thống truyền thông Á Châu tại Hoa Kỳ. Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn anh Vũ Nhân và cảm ơn quý vị đã